lên chặt lên. Có thể điểm được rất là nhiều bài hát luôn. Miền Cần Thơ gạo trắng đứa chồng. Nhịp chân và hát theo ạ. Vui niềm vui ấm nồng sông. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông. Yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống Phà Mỹ Thuận. Ai qua Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ. Đi về Minh Hải hay là về Kiên Giang. Đi về Sa Đéc hay là về An Giang. Có thể điểm được rất là nhiều bài và liên khúc luôn. Nghe nói Cà Mau xa lắm. Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Nhắm vào đây để xem thêm những bài guitar tiếp theo ạ. Càng chính hãng á thì chúng ta sai vô độ bền nó sẽ cao hơn, tiếng nó sẽ vang hơn nha. Đây là bộ chính hãng là có cái chốt khắc chìm của Alice nè mọi người nha. Thì acoustic và kim loại. Cái combo được yêu thích nhất hai bộ có 150.000. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ được tặng một cái giáo trình học đàn cùng với chương trình guitar 5 phút nè. Có những cái thế tay hợp âm mà chúng ta tập được rất là nhiều bài luôn. Tặng kèm cái tay quay có cái rảnh đây nè để chúng ta để vào chúng ta tháo mấy cái chốt dây để tặng mềm một cái hộp bít để chúng ta dán vào đây nè. Và hai bít khi nào tập đến bít thì chúng ta lấy đúng tập. Dây chính hãng tặng thêm 3 món nữa mà chỉ có 150.000 thôi. Miễn phí vận chuyển đến quý anh chị các bạn luôn. Nhanh tay đặt hàng. Đây là hộp âm tắc. Để hộp âm đa thứ nghe chặn 3 dây ngăn 5, 3 dây 5. Ly thứ 3 dây 4. Cũng để cái thế này mà dịch lên 2 ngăn. Đây là mi thứ 3 dây 6. Ngay thì lên mi là một cung. Áp dụng vào solo ạ. Theo dõi kênh xem thêm cái clip tiếp theo. Xuống đầu tiên là mạnh 6 giây cho ngân ra rồi xuống lên không, xuống lên là 3 giây dưới nè. Xuống xuống lên vào tim em môi bằng giá trời mùa đông mây vẫn hay đi về vẫn mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến đường chân anh trên lối đi không thành những đêm khuya mưa buồn một mình có khi cho ta quên một tình từng cơn mưa. Đừng có lo, tập mỗi ngày một chút cùng với chương trình guitar 5 phút là chúng ta sẽ tập được và chúng ta có thể bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo. Volume ở đây luôn, chúng ta chỉnh volume lớn lên. Cấp này có tặng cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dán dự phòng luôn. Tháo cái miếng này ra cũng dán vào dây số 2 và dây số 3 ở đây. Đầu nhỏ này thì chúng ta gắn vào cấp. Có 6 ly thì chúng ta gắn vào âm ly hay là bất kỳ loa kẹo kéo nào cũng được. Nếu chúng ta không chơi nữa, chúng ta chỉ cần rút dây ra. Rồi khi nào chúng ta chơi, chúng ta gắm dây vào luôn kết nối với âm ly là xong. Với bộ pickup AD35 chỉ với 300.000 đang được ưu đãi miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh chị bạn đặt ngay tại điệu cha 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 vào cái phần điệp khúc của Bolero. Ba chân bùng bùng chân đập chân nhịp chân ạ. Tôi không phải là vua nên mong ước thật bình thường. Như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa. Không ngọc ngà thiểu hoa, không niềm gấm không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Bu clip này về nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo. Đây là lần đầu tiên mà trên tay Khánh được cầm một cặp micro không dây hát rất là nhẹ và rất là xịn sò như thế này. Pin sạc bên trong ở đây smartphone micro không dây ha. Đây là cục pin sạc của nó nè. Rồi chúng ta cứ sạc như điện thoại được, xài được rất là lâu 5-6 tiếng luôn, chơi thoải mái, thả dễ lắp luôn.
Đó, đèn thì chúng ta chỉ cần bật bấm một cái nhẹ thôi là nó lên đèn. Cục này cũng xài pin sạc luôn và chúng ta cắm vào bất kỳ cái loa kẹo kéo hay là âm ly nào cũng sử dụng được hết. Bây giờ chúng ta bật hai cái cùng một lúc lên nè. Và chúng ta đứng gần với nhau luôn. Đứng gần âm ly và bật không khí. Bắt rất là nhẹ nè mọi người nha. Trời đổ mưa cho phố vắng bên mông. Bật luôn nè. Khơi lòng bao nỗi nhớ. Đây là tần số cao nè, hút rất là đã. Bật hai cái luôn. Trời nắng mưa rất là nhẹ. Cho ướt áo em ơi. Mưa rơi từ bão xưa. Micro không dây pin sạc như điện thoại sẽ được khánh test rất là kỹ và rất là đẹp luôn. Sẽ giao tận nơi toàn quốc. Mình có thể đặt hàng qua số Zalo ạ. Xin cảm ơn.